trên cát, lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đen không bên bờ. Những phen đá trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ dù bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Xin chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Em cảm ơn các bác đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với những cái sản phẩm đến từ em Hồng Anh các bác nhé. Mọi thông tin các bác liên hệ với em Hồng Anh qua số điện thoại 086-688-0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ. Nếu thấy clip em hay và bổ ích, rất mong các bác cho em một like để động viên khích lệ tinh thần. Nhớ nhấn chuông và nhấn đăng ký để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày. Hôm nay có rất nhiều những cái sản phẩm trên tinh thần là toàn những cái món độc dị lạ hay và đặc trưng, đặc biệt là giá thành loanh quanh rất là rẻ để phục vụ cho các bác chơi. Hôm nay em tổng hợp lại những cái món giá rẻ nhé, và có những món cũng mới lần đầu được gặp thôi. Rất là nhiều những cái dây tốt và chất lượng, có những cái dây rất là dài nữa này, để phục vụ cho các bác. Nếu các bác đang bận, vui lòng bấm lưu lại và xem vào một lúc rảnh rang hơn. Hôm nay xin phép đầu tiên là giới thiệu một cái dây Quaxian, dây tín hiệu số của Maplin, thương hiệu rất là lớn, và em đã chia sẻ rất nhiều những cái sản phẩm đến từ Maplin rồi. Maplin là một thương hiệu đến từ Anh, chuyên sản xuất về phụ kiện nhé, chuyên sản xuất về phụ kiện thiết bị rất là tốt và chất lượng, cung cấp và phục vụ cho hầu hết tất cả các hãng ở Anh. Bởi vậy là những cái sản phẩm đến từ hãng này thì đều rất là uy tín và chuẩn chỉ rồi. Em sẽ quay gần hơn để các bác có thể nhìn được cái dây tín hiệu số này, dây Quaxian Maplin. Hơi tối để có thể nhìn. Hơi tối các bác ạ. Maplin đây. Dây có cái độ dài là 1,5m nhé. Đây là tổng thể em cầm trên tay để các bác có thể ngắm nhìn về cái sợi dây này. Khá là ngon các bác ạ. Phải nói là ngon cả về chất lượng lẫn giá thành, em đã nghe thử rồi, cũng khá là ok. Và đặc biệt là với mức giá em chia sẻ cho các bác chơi chỉ có 600.000 cho sợi này thôi nhá. Dài 1,5m, rất là thoải mái trong cắm rút dây của Maplin để các bác có thể chơi được. Cũng lần đầu mua được cái dây này. Tiếp theo nữa là một cặp dây tín hiệu em đã từng chia sẻ rồi. Ở đây không nhớ là lần thứ 2 hay là lần thứ 3 em mua được. Nó dây tín hiệu đến từ thương hiệu Cambridge Audio, bản Atlantic. Dây hiện tại đang là bản đôi như thế này, nhưng hoàn toàn có thể xé ra làm hai được, trong trường hợp mà các bác cần cắm rút trên hệ thống dạng như kiểu mono block chẳng hạn, hoàn toàn có thể xé ra nhé. Tiếp xúc thì được mạ vàng và là đầu rắc đúc. Mặc dù rằng là dây rắc đúc nhưng mà lại không hề nhỏ, to như những cái dây bình thường, và đầu rắc cũng to tương xứng. Em sẽ ướm vào để các bác có thể nhìn đó. Đầu rắc nó cũng to tương xứng như những cái dây bình thường thôi. Và có biểu tượng của Cambridge cũng như rằng là ký hiệu LED Right để cái việc cắm rút nó được dễ dàng hơn. Dây còn rất là đẹp và có độ dài là 1m. Sợi này thì chất âm cũng rất là ok, đặc biệt là ngon bổ rẻ trong tầm giá. Có thể nói rằng là với phân khúc 1.200.000 thì em nghĩ đây là một sự lựa chọn tốt. Đáng nhẽ là 1.300.000 đấy, nhưng mà chia sẻ các bác giá 1.200.000 thôi.
thỏa mãn về mọi yếu tố luôn nhá. Dây chuẩn xịn hãng của Anh, yên tâm chơi rồi, chả gì phải suy nghĩ cả. Và cái dòng dây này cũng sản xuất với mục đích là cho hệ thống chuyên nghiệp nhé, chứ không phải là đi theo. Đó, có thể ngắm, dây rất là tốt. Với những cái dòng dây linh tinh, dây Trung Quốc ở trên thị trường đôi khi có cái mức giá thành nó còn hơn những cái cặp dây chuẩn xịn mà ngon bổ rẻ bình dân như thế này. Những cái cặp đôi 3-4 triệu thì không nói, những cái cặp nó chỉ có 1,2 triệu thôi mà là dây chuẩn xịn thì có lẽ là một trong những sự lựa chọn tốt và không phải lúc nào cũng có các bác nhé. Hình thức dây cũng còn rất là đẹp. Em xin phép để xong ở bên để giới thiệu tiếp về một cặp dây loa. Một cặp dây loa đến từ Anh, dây loa Gale. Thương hiệu Gale thì gần như rằng là xuất hiện trong rất nhiều những cái clip mà em giới thiệu rồi. Dây loa Gale bản khá là lớn và rất là to đẹp. Bản của nó em đo được là 14,2mm nhé, tương đương với lại 1,4cm. Dây có cái độ dài là 2m một vế, với cái lõi đồng tơ cực kỳ mềm, lõi đồng rất là chất lượng nhé. Dây Anh, Gale là thương hiệu đến từ Anh với rất nhiều những cái sản phẩm tốt. Gale Electronic đây, dây khá là to. Cái lõi đồng thì cũng rất là chất, các bác có thể nhìn đây. Đây là lõi đồng của nó nhé, lõi đồng tơ. Độ dài thì cũng thoải mái để có thể dùng cắm rút trên hệ thống rồi. Các bác có thể sử dụng không cần rắc cũng được, hoặc là sử dụng rắc nếu mà có cái nhu cầu riêng. Bản lớn và đặc biệt giá em Hồng Anh đang để cũng khá là tốt để tất cả các bác có thể chơi. Mức giá em chia sẻ các bác chơi với mức giá là 1.400.000 thôi. Cho cặp dây loa này nhá. Các bác có thể nhìn 1.400.000, hợp lý hợp ví, dây to hoành tráng, giá rẻ. Dòng dây chất lượng để phục vụ cho các bác chơi. Bác nào yêu thích những cái lõi đồng mềm, nhiều sợi thì có thể lựa chọn. Nói chung rằng là những cái dòng dây này thì đem lại cái sự cân bằng khá là tốt, màu âm mềm mại. Các bác chơi ở trên những cái đôi loa cổ hoặc là loa AR vân vân, đem lại cái tiếng nó mềm mại hơn, nhưng mà đặc biệt rằng là nó lại không bị ầm ì quá, cũng như rằng là tập trung ở trung âm rất là tốt, trung âm ngọt ngào nhé. Đây là đặc trưng của những cái dòng dây, những cái dòng dây đến từ Anh rồi. Đó, em sờ các bác thấy rất là thích, sờ vào thôi đã thấy thích rồi. Giá 1.400.000. Đây, những cái lõi nhỏ được xoắn lại với nhau giúp dây đạt được cái trạng thái tốt nhất, cũng như là chống tác động vật lý. Ở đây còn hai cái sản phẩm được đánh giá rất là cao. Đầu tiên là một, em sẽ giới thiệu cái cặp dây tín hiệu này, có cái độ dài loanh quanh tầm khoảng 5m nhá. Bác nào mà chơi những cái hệ thống mà cần dây thật sự dài, kể cả là cần 3m thôi, thì kể cả chơi những cái dây 5m này cũng vẫn rất là hợp lý. Đơn giản vì những cái dây dài không phải lúc nào cũng có được. Hoặc rằng là nhà các bác rất là rộng, các bác kê kích những cái con cối, những cái con cassette, những cái nguồn phát nó ở gần vị trí của mình ngồi, để làm sao cái việc mà chuyển đĩa, chuyển bài hay là chuyển băng nó được thuận tiện, nó được dễ dàng hơn, thì hoàn toàn có thể kéo và sử dụng dây dài. Hãng người ta đã thiết kế và tính toán rất là kỹ rồi để sản xuất ra những cái dòng dây dài mà vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn, không bị suy hao vân vân, và đạt được cái hiệu quả. Đây là dòng rắc đúc và tiếp xúc thì cũng được mạ vàng, đầu tiếp xúc còn rất là đẹp nhé. Đầu tiếp xúc còn rất là đẹp và nhìn cực kỳ khôn. Dây này thì theo những lô hàng dây Anh về, bản thân là những cái dòng nội địa thì đôi khi là nó sẽ không có chữ, nhưng mà chất dây thì rất là tốt và đầu rắc cũng rất là khôn. Em cầm lên để các bác có thể nhìn đầu rắc của nó nhé. Dây không bé đâu, cũng khá là to so với lại dòng dây dài rồi. Và như mắt của em Hồng Anh nhìn thì không nhầm, bên trong lõi này là được mạ. Mặc dù không thể nhìn được chính xác bởi vì không thể cắt ra, và dây có cái lớp vỏ xanh hơi trong một chút để có thể nhìn được cái vỏ, nhìn được cái lõi ở bên trong. Cảm giác như là lõi được mạ chứ không phải là lõi đồng không.
là dây có cái độ dài cực khủng. Và giá thì cũng rất là tốt, chỉ ngang so với lại những cái cặp 1-2 mét khác thôi. Không phải lúc nào, đôi khi cả năm nhá, em mới về được một sợi, một cặp dạng như vậy. Bởi vậy là bác nào mà cảm thấy nó phù hợp và hợp lý, hợp ví thì nhanh tay để sử dụng cho cái hệ thống của mình. Và cặp dây này đang được em chia sẻ các bác chơi với giá là 1.300.000 thôi. Hàng rất là tốt, nhìn rất là chất lượng, giá thành thì bình dân, mua hợp lý thì để cho các bác chơi hợp lý. 1.300.000 cũng lần đầu mua được một cái cặp dây như này các bác ạ. Những cái đồ dạng như thế này thì nó chẳng có đâu, nên bởi vậy rằng là cứ có lúc nào thì biết lúc đấy thôi. Hữu duyên, bác nào có duyên thì chia sẻ với em Hồng Anh. Ở cuối clip ngày hôm nay là một cặp dây em cũng đã từng giới thiệu rồi, cặp dây loa cũng giá thành cũng hạt rẻ thôi, 1.100.000 cho một cặp dây này, có cái độ dài là 2m một vế. Bản thân dây này là dây BY 4 lõi của thương hiệu Audio Innovation, với cái lõi mạ bạc tổng hợp. Các bác có thể nhìn lõi mạ tổng hợp nhé, giúp cho dây bền bỉ hơn, chuẩn chỉ, và dù thời gian dài trải nghiệm nhưng vẫn đạt được cái hiệu quả cao, cũng như rằng là âm sắc thì có cái khuynh hướng về cái độ sạch sẽ, hệ thống đang bị âm ỉ thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều, cũng như rằng là mượt mà chi tiết hơn trong âm thanh, bản nhạc cũng được gọn gàng hơn, nổi rõ những cái nốt nhạc mà trước đây mình cảm giác là nó đang bị mờ. Chỉ với cái giá thành ngon bổ rẻ mà đem lại được rất nhiều điều thú vị. Audio Innovation Ultra BY này, Silver nhé, Silver Composite Low Speaker Cap. Đó. Một cặp dây rất là hay đấy, và không có nhiều đâu. Bởi vậy rằng là các bác cảm thấy phù hợp thì các bác chơi với mức giá 1.100.000 cho cặp dây loa này, chưa bao gồm đầu jack. Dây cũng rất là mềm, các bác dùng trên những cái thiết bị của mình thì rất là hợp lý rồi. Và nếu yêu thích thì vui lòng liên hệ với em Hồng Anh để được em chia sẻ, tư vấn và hỗ trợ cho tất cả các bác cùng chơi. Nếu cần cái độ dài dài hơn thì hãy liên hệ với em sẽ trả lời cho các bác rằng là liệu có đáp ứng được cái nhu cầu đó hay không nhé. Dây chuẩn chỉ, chất lượng, bản BY tách đôi, đem lại hiệu quả cao, nhìn thôi đã thấy đẹp rồi các bác ạ. Và em cảm ơn các bác đã quan tâm và lắng nghe những cái lời chia sẻ giới thiệu đến từ em Hồng Anh. Mọi thông tin alo hoặc kết bạn Zalo 086 688 0998. Xin chào và hẹn gặp lại trong những sản phẩm sau.